Chào bà con cô bác nha, hôm nay ngày 23 tháng 5 nha. Cây cây iPhone 5 thường nha, iPhone 5 thường, cây này bị hơi xấu góc này chút xíu nha. Hơi tắt nguồn đi thì mới thấy được. Đó, cây này hơi bị xấu góc. Cây này bán 350 nha, cây iPhone 5 thường. Còn cây iPhone 5S nha, iPhone 5S thì bán 400 ngàn nha. Cây này thì cũng bị xấu xấu đốm trắng nha. Cây này bán 500 ngàn. Ê, 400 ngàn nha, 400 ngàn cây iPhone 5S nha. Còn loa Bluetooth nha, loa Bluetooth 100 ngàn cái nha. Loa Bluetooth hàng mới tinh nha, có hộp đầy đủ nha. Bán 100.000 cái là Bluetooth. Đó, đây hàng còn mới tinh luôn, thanh lý 100.000 cái. Kết nối không dây, không cần dây nhợ gì hết. Mới lại ai muốn xài thẻ nhớ thì xài, mà ai muốn xài USB xài. Đó, còn kết nối Bluetooth thì khỏi cần dây. Có 100.000 cái đó. Còn Oppo F3 nha. Oppo F3, cây này RAM 4, bộ nhớ 64GB, Android thì 6 chấm nhé. Cây này đang bị mật khẩu. Để mật khẩu này thì bán 600 ngàn nhé. Để mật khẩu bán 600 ngàn, còn mở mật khẩu ra thì 700. Còn tên máy là Oppo F3 nha. Cây V-Mobile nha, V-Mobile hàng của Trung Quốc nha. Cây này nó có thương hiệu nhưng mà mình cũng cho nó xếp vào hạng máy Trung Quốc ấy. Bán đổ đồng giá là 300 ngàn nha. Tên máy là Bata 318 LV318 nha. Cây này bán 300 ngàn. Cây Samsung Z1 nha, Samsung Z1. Cây này cũng mới trả về này. Mới bơm hàng về. Cây này Samsung Z1 mini. Nó rất nhỏ gọn luôn. Android thì có 5.1 nha. Cây này bán có 200 ngàn nha, 200 ngàn cây Z1 mini nha. Ship tới không biết lý do sao không có lấy hàng. Còn cây Oppo F5 nha, Oppo F5. Cây này Oppo F5 này, cây này màn hình nó xấu nha, màn hình nó xấu. Cái lúc hôm của nó như cũng bị bể mất góc. Cho nên nó hơi khó bấm hay gì đó. Còn ai muốn coi clip hôm qua nha. Màn hình bên trong nó hơi xấu, còn lít kính này là kính cường lực nha. Kính cường lực nó bị bể. Cây này bán 500 ngàn nha, cây Oppo F5. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32GB. Này cây Oppo của Trung Quốc nha. Oppo của Trung Quốc. Đó, máy nào Trung Quốc thì mình báo thằng nó là máy của Trung Quốc. Cây này nó nhái Oppo F7 F9 gì đó. Cây này sườn thì nó cũng xấu nhưng mà màn hình thì còn rất đẹp nhé. Bán có 300 ngàn nha, 300 ngàn cây Oppo của Trung Quốc nha. Còn hàng chính hãng là mình có báo RAM và bộ nhớ nhé. Cây G355 dòng này thì nó cũng cổ rồi. Dòng này cổ rồi, Android của nó cũng có 4.4 nhé. Còn tên máy là Core, Galaxy Core 2 G355H. Cây này thì bán 200 ngàn, giá rất là bèo luôn. Cây này hồi xưa mình nhớ bán là 1 triệu mấy 2 triệu, không có hàng bán luôn. Asus Zenfone 2, Asus Zenfone 2, tên máy là Z00LD,
Android 6.1, cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB. Bán 400 ngàn nha, 400 ngàn cây Asus Z00 là đây. Còn Samsung Z7 nha, Samsung Z7 RIM. Cây này bị mật khẩu rồi, bị mấy cái đốm bị thâm đốm nha. Màn hình cũng hơi xấu. Nên là RAM 3 bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 500 ngàn nha, 500 ngàn. Bị mật khẩu nha. Có gì mình mở mật khẩu ra thì mình cũng bán giá 500 ngàn luôn. Còn ai mua vậy thì để vậy mình bán 450 thôi. Ra chạy mật khẩu có mấy chục ngàn thôi. Cây này thì mới mở mật khẩu nè. Cây này thì bị lít kính ở đây chút xíu nhé. Bị lít kính đây chút xíu. Nó cũng là Z7 RIM, cái này bị xấu góc nè. Bị dính keo ở góc nhé. Z7 RIM RAM 3 bộ nhớ 32GB. Cây này cũng bán giá 500 ngàn nhé. 500 ngàn cây Z7 RIM. Mobitab Lightro 2, cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB. Còn tên máy là Lightro 2 nhé, Android 6.0, cây này bán 300 ngàn. Mobitab Lightro 2. Asus Zenfone 5 nha. Asus Zenfone 5, cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB. Nhưng mà Android của nó thì cũng có 4 chấm mấy, 5 chấm nha. Android nó 5.0. Bán 250 nha, 250. Cây cùi bắp 6007 nha. Cây cùi bắp 6007. Cây này bán 300 ngàn nha, 300 ngàn. Nắp của nó thì cũng hơi xấu kính nha, hơi xấu kính. Nhưng mà nó được cái là nó xài có 3G luôn. Cho nên là cái này là vẫn còn xài bình thường nhé. Chứ không có những cái loại 2G nhé. Cây Samsung Z4+. Samsung Z4+ nhé. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB. Người ta tải nhiều quá cho nên là cấu hình nó còn chạy hơi chậm. Có gì mình để mình reset lại. Cấu hình nó người ta xài nhiều quá nó chậm. Cây Samsung Z4+, cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB, bán 600 ngàn. Cây compact nha, cây compact, cây này thì pin nó cũng còn pin thì nó mau hết rồi nha, pin nó mau hết. Nhưng mà máy thì còn ok nha, cây này compact nha. Nhìn cũng rất là cứng cáp, nhỏ gọn. Cây này bán 200 ngàn nha, 200 ngàn. Đó, cây nào mình biết hao pin thì nó là mình báo nha. Cây này bán 200 ngàn, cây compact. Cây Oppo Leo 5 nha. Oppo Leo 5, cây này thì Android thấp nha. Android của nó có 5.1. Đó, Android nó có 5.1 nha. RAM 2 bộ nhớ RAM 1GB bộ nhớ 16GB. Cây này bán nó có 200 ngàn nha. Oppo Leo 5 nha. Samsung Z3 Pro, Samsung Z3 Pro RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này bán 500 ngàn nha. Tên máy là Samsung Z3 Pro. Phần mềm Android thì còn 7 chấm. Màu xanh nha. Còn cây này màu vàng nha. Nó cũng là Samsung Z3 Pro thôi. Màn hình cũng đẹp y như cây đó đó. Cây này cũng bán giá 500 ngàn luôn, Samsung Z3 Pro.
Nokia C30. Nokia C30 máy rất là to luôn. Cấu hình của nó thì cũng khá nhé. Cái này tên máy của nó là T159 nhé. 1359 nhé. 1359. Còn đời máy của nó là Nokia C30. Cái này bán 800 ngàn nha. 800 ngàn là giá bị mẻ góc rồi nhé. Mẻ góc. Cây này mình ép kính vô thì mình bán cũng ngoài 1 triệu. Máy thì rất là to luôn, máy rất là bự luôn, nó hầu như to hơn mấy cái điện thoại luôn. Cái trong cái màn hình không nó phải tầm 6 inch mấy. iPhone 6 Plus nha, iPhone 6 Plus. Cây này thì bán 800 ngàn, còn tên máy là iPhone 6 Plus nha. Nó tài khoản thì nó chưa có nhé. Mấy iPhone này về nhập tài khoản vô xài nhé. Bán 800 ngàn. Còn cây Z4 cộng. Cây này Z4 cộng luôn, nhưng mà vỏ nó hơi xấu. Vỏ xấu thì bán 500 ngàn, còn vỏ đẹp thì giá 600. Cây này hết pin là chưa có mở lên được. Cây Mi Zmi 9A nhé. Zmi 9A. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ thì 32GB. Thấy toàn đề RAM 2 thì không thấy bộ nhớ đâu. Bộ nhớ nó là 32GB nhé. Cây Zmi 9A. Cây này bán 700 ngàn nhé. 700 ngàn cây Zmi 9 này. Cây Zmi Mi 8 Lite nhé. Mi 8 Lite. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64GB. Bán 1 triệu nhé. Mi 8 Lite. RAM 4, bộ nhớ 64GB, bán 1 triệu là giá sườn nó bị xấu nhé. Nó sườn xấu nhé. Còn nắp thì nắp với lại màn hình rất là đẹp luôn, bán 1 triệu. Còn Samsung Z7 Pro nhé. Samsung Z7 Pro. Cái này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình rất là đẹp luôn. Vỏ nhìn cũng tương đối khá nhé, nên chung cũng đẹp luôn á. Cây này thì bán 900 ngàn nhé. Cây Samsung Z7 Pro nhé. Màu vàng cũng có nhé. Ai có nhu cầu màu vàng, màu đen thì báo nhé. Còn mình chỉ trưng màu cây màu xanh thôi nhé. Máy tính bảng nha. Có hai cây Tab 3. Đó, hai cây Tab 3 nhé, nhưng mà là có một cây là xài sim nhé. Cây máy Tab 3 này không có xài sim, hai cây này không có xài sim gì ạ. Đúng rồi, hai cây này không có xài sim nha, thì bán 200.000 một cây. 200.000 một cây Tab 3. Đó, Tab 3 nha, không xài sim, bán 200 ngàn. Còn cây Tab 4 cây Samsung Tab 4 nhá. Tab 4, cây này có xài sim, bán 300 ngàn. Cây Samsung tên máy là Samsung Tab 4. Tab 4 này nó có 7 inch đấy nhá. Còn MobiTab nha. MobiTab, cây này Android của nó thì cũng có 5.1 nha, hay 4 chấm mấy gì đó. Đó, cây này Android 4.4 nha. Là những cây này là hoàn toàn là Android thấp nha. Đó, mấy cây này hoàn toàn là Android có 4 chấm mấy với 5.1 thôi. Cây này thường thường là 4.4 đó. Cây này cũng bán giá 300 ngàn nhé. 300 ngàn cây MobiTab
Pune gì đó, tên của nó cũng hơi khó đọc đó. Cái này thì bán 300.000. Còn Samsung Tab 4, Samsung Tab 4, cây này Tab 4 mà dòng nó 10 inch nhé. 10 inch thì có xài sim thôi, cây này Android thì cũng có 4.7 hay 5.1 gì đó. Cây này Android nó như 5.1 thì phải. Cây này Android nó 5.2 nhé, cây này tên máy là T531. Còn nó là Samsung Tab 4, cây này thì bán 600. Còn Lenovo nha, Lenovo hôm nay cũng toàn là mấy cây bị tiếng Anh, tiếng Tàu nha. Cây tiếng Anh, tiếng Tàu không. Cây này cũng RAM nó cũng 2GB. Còn tên máy của nó là X70F nha, Android 6.0, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Còn nó là tên máy là Lenovo, nắp sau thì hơi xấu nhé. Nắp sau hơi xấu, cây này thì bán 500.000 nha. Nó là xài tiếng Anh nha, ai biết thì mua nha. Là mình có thông báo trước là tiếng Anh rồi nha, chứ mất công mua về rồi không biết xài tiếng Anh này cũng phức tạp. Cây Lenovo này thì có xài tiếng Việt nè. Cây Lenovo này thì có xài tiếng Việt nha, mà Android của nó thì cũng có 4.4 nhé. Tên máy của nó là A7600H nha. Android này 4.4, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 500.000 luôn. 500.000 cây Lenovo. Cây Tab 10, Tab 101 nha. Cây này là Tab 101, cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB. Dòng máy tính bảng mà RAM 3 này cũng chạy cũng dữ nhé. Tên máy là Tab 101, đó, RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB, Android thì 11.0. Cây này thì nắp sau nó xấu nhé, nắp sau thì hơi xấu, bán 1 triệu nhé. Cây Tab 101. Rồi xả luôn cây này luôn nha, xả luôn cây này bán 900.000 đấy nha. Còn iPad 4 nha, iPad 4 cây này có xài sim nha, iPad 4 có xài sim, bán 700.000. 700.000, ai mua những dòng iPad này thì cũng biết là mình đổ đồng giá rồi nha. Kể cả có e lao hay không e lao thì mình bán cũng bằng giá hết á. iPad 4 là mình cứ bán là 700.000, có e lao cũng bán là 700.000, mà không có thì mình cũng bán 700.000 thôi. Cho nên là bà con mua thì lựa thế mà mua nha. Cây iPad này là có xài sim iPad 4 nha. Bên mình bán là thuộc là bán sỉ luôn đó. Bán cái giá sỉ luôn đó, mới đổ đồng giá vậy đó. Chứ thường thường người ta bán lẻ người ta cũng ít đổ đồng giá kiểu đó đó. Mình bán là cứ đồng giá. Cây Tab 10 Wi-Fi nha, Android 11.0, RAM 2, bộ nhớ 32GB. RAM 2 này, bộ nhớ 32GB, Android 11.0, tên máy là Tab 10 Wi-Fi. Cây này bán nắp sau xấu nhé, nắp sau xấu bán 700.000 nhé, 700.000. Tab 10 Wi-Fi này lên mua thế giới di động cũng cả 2.000.000 á, nhưng mà bên mình bán vỏ xấu cho nên giá cũng rất là bèo nhé. Chứ cũng không có phân bì được với thế giới di động vì họ bán hàng mới tinh.
cây T585 nha, 585 hay gọi tắt A2016 cũng được. Cây này thì RAM 2GB nha, bộ nhớ 16GB. Dòng này chạy cũng còn rất là ngon nha. Phần mềm Android của nó cũng cao nữa, Android của nó là 8.1 luôn. Còn máy là T585. Cây này mấy đứa con nít là cày game cũng ngon nha. Còn mấy cái game to quá thì không có cày được. Cây này bán 900 ngàn nhé, T585 bán 900. Còn coi YouTube thì cây đó thì xem mà. Cây 3 mắt nhé, 3 mắt. Cây này tên máy là Pro 11 nhé, Pro 11. Android 12 Android 12.0. Máy cũng còn nhìn rất là đẹp nha. Máy sườn bọng nhìn cũng rất là đẹp, bằng nhôm, rất là đẹp luôn. Cây này bán 900 ngàn nha, 900 ngàn cây 12 Pro nha. Ấy Pro 12 11 nha, Pro 11. Cây này RAM chắc cũng 3GB. Nó chạy cũng khá nhanh, bán 900 ngàn. Rồi như thường lệ, ai mua chốt cái cạp Viettel 50 ngàn shipper tới lời trừ ra, ai chuyển khoảng 100 ngàn bao ship, ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy, hoặc là shipper nó giao tới máy có vấn đề thì báo lại mình hỗ trợ shipper khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Chào bà con cô bác.